ăn ông uống say sữa, huệ phạm trong gia đình. Cũng hơn 6 giờ sáng rồi và mình đang có mặt tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Đợt trước đó, em có lên Đà Lạt, em có chia sẻ đến cô chú anh chị mình về chợ đêm Đà Lạt. Thì có cô chú nói là thích một cái Đà Lạt, xem một cái Đà Lạt nó bình yên, nó thơ mộng á. Tại vì ban đêm thì đa số là những hoạt động du lịch nhộn nhịp. Thì riêng hôm nay thì mình sẽ ghé lại Đà Lạt vào một buổi sáng sớm để ghi lại những hình ảnh, hy vọng là sẽ tìm lại cho cô chú anh chị và các bạn mình những hình ảnh thân quen của một Đà Lạt sáng sớm bình yên nha. Hôm nay là ngày 26 tháng 2, hôm nay là chủ nhật, hiện tại trời đang rất là lạnh luôn, cô chú anh chị mình thấy được không, hiện tại là đang 13 độ nè, tay em là đang cống luôn á. Và em đang đứng chỗ ngay khu vực của Hồ Xuân Hương. Đây, Hồ Xuân Hương đây, trái tim của Đà Lạt. Là Đà Lạt em rất là thích đi dạo quanh Hồ Xuân Hương này lắm. Còn phía sau lưng của em nè là quảng trường Lâm Viên nha. Quảng trường Lâm Viên này thì đa số khách du lịch đến Đà Lạt hay đến đây để check in và chụp hình. Từ trên cao á, mình nhìn xuống là mình có thể thấy được hai cái biểu tượng nè. Phía bên trái là biểu tượng của Hoa Giả Vì, còn bên phải là nụ hoa Atiso. Atiso là đặc sản ở Đà Lạt đó, một món ăn, một thảo dược rất là thơm ngon, dùng để nấu canh nè, rồi còn có làm trà luôn, rất là tốt cho sức khỏe, làm đẹp nữa. Dạ rồi, mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo dõi video nha. Nhớ theo dõi đến hết video để ủng hộ cho mình. Wow, quá trời lớn luôn. Có 7 không vậy? 7, 7. Mấy cái nhảy 7. Đó, không có gì. Cho đồ phi.
trái điều hồng. Trái này chắc tầm 3 con tí. Cái bọc này to nè, bọc này biết nhiêu ký này, wow, gần 50 ký, 40 nè, 50 hai cái khay này với một cái bọc ở dưới kia nữa là chắc có cách hai cá. Sáng sớm ở khu vực của Hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Nguyên á, thì em thấy bà con mình đến đây để tập thể dục rất là nhiều. Tập thể dục nè, ngồi thiền. Biểu tượng Hoa Giả Vị đằng đó, phía bên trong là một cái sân khấu á, sức chứa hơn 1000 mấy chỗ ngồi luôn. Còn bên nụ hoa Itiso này là một cái quán cà phê. Phía bên trong là một cái quán cà phê. Từ đây mình chạy hơn một cây máy rồi sẽ lên vòng xoay Hồ Xuân Hương á, chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai đi vào chợ Đà Lạt luôn. Ngoài đi dạo hay là chạy bộ quanh dọc Hồ Xuân Hương á, mình cũng có thể đến mấy cái quán cà phê view hồ nè, thấy khá là đẹp. Đây là mình đạp vịt nè, đạp vịt trên hồ luôn. Mình lên Đà Lạt á, có thể mướn xe máy như em nha. Em đang mướn một chiếc xe máy 80 ngàn một ngày nè. Xe tay ga thì tầm 120 á. Giờ mình đang chạy trên đường Trần Quốc Toản hướng về chợ Đà Lạt. Này là vườn hoa thành phố Đà Lạt nè, hay còn gọi là công viên hoa Đà Lạt, ngày trước có tên là vườn hoa Bích Câu. Bên đây mình có thể mua vé tham quan, người lớn là tầm 50 ngàn vé, trong đó có rất là nhiều loại hoa, mấy cô mấy chị sẽ rất là thích luôn á. Nếu mà không đi quay á, thì mình sẽ thuê xe đạp để mà chạy quanh cái bờ hồ Xuân Hương này nè. Mình thấy đi xe đạp, đi dạo sẽ hợp lý hơn á. Đi xe máy thì mình đi nhanh quá. Xe đạp mình đi từ từ, còn đi bộ nếu mà đi hết luôn một cái bờ hồ Xuân Hương này chắc phải đi thường xuyên mới đi nổi. Chỗ này có cho thuê xe ngựa. Mấy con ở trên Đà Lạt mình thấy xe ngựa cũng nhiều lắm. Ở Nha Trang thì mình thuê xe đạp xích lô, lên Đà Lạt thì thuê xe ngựa.
đèn xanh đèn đỏ rồi. Mà bây giờ em lên đây em cảm nhận là chạy xe rất là nhanh luôn á. Giờ này có mấy cô, mấy chú đang dọn rác. Mình tới vòng xoay Hồ Xuân Hương rồi. Đường Nguyễn Thị Minh Khai để đi vào chợ Đà Lạt nha. Thường đến Đà Lạt thì mình hay đi chợ đêm. Mình cũng chưa có đi chợ Đà Lạt vào buổi sáng sớm để xem buổi sáng sớm bà con mình mua bán như thế nào. Yêu cầu tất cả các phương tiện đang dừng đậu đỗ trong khu vực vòng xoay tượng đài chính chợ Đà Lạt. Hình như xe hơi là ở đây là không được đậu lâu á. Yêu cầu phía trong này là vòng xoay chợ Đà Lạt. Đậu đỗ trong khu vực vòng xoay tượng đài chính chợ Đà Lạt. Nơi có biển báo đó. Giờ mình sẽ tìm chỗ để mà giữ xe nha. Cho em quay mấy trái dâu xíu hả chị? Chị đưa chị. Quay cái đuổi dâu nó còn đẹp đây. Đuổi dâu nó còn quay cái đuổi mà quay gì? Mà đi quay em. Cái này là chưa đẹp ha chị. Dâu nó quay cái mặt nào đẹp không? Dâu cũng lâu nhiều á. Ba cái đuổi này dâu có nhiều loại lắm. Wow, đẹp đây chứ. Quay em quay mấy cái đuổi bên kia bự bự. Mất cái mốt kìa. Thôi lên. Ở đây bà con mình bán nhiều lắm, nhưng mà sáng sớm chưa có bán được nhiều cho nên em không có lại quay được nhiều. Vô đây đi. Dạ con cảm ơn cô nha. Bye bye. Dạ. Dạ. Cà trứng sữa quá trời cà. Con quay phim xíu nha cô nha. Dạ. Đây có loại dâu màu trắng. Dâu đây là dâu gì ạ? Bạch tiết. Dâu bạch tiết. Để em giới thiệu đặc sản Đà Lạt nha. Đây là cà trứng sữa ha. Cà sô-cô-la. Chocolate. Cà cherry đỏ. Dâu bạch tiết này mình thấy quá đẹp luôn. Dâu này là dâu như là dâu loại chuẩn này, loại đẹp rất là to. Mua cái gì? Còn ông mà mình dặn đi anh. Sáng nay á là Minh hơi ý y
đeo vớ chân mà không có đeo bao tay, quá là lạnh luôn, lạnh cống luôn. Lúc đó 13, 14 độ. Cô cho hỏi này khoai lang mặt hả cô? Khoai lang mặt Đà Lạt. Cho con xin phép quay nha. Khoai lang này nướng nha. Mấy cái quầy mà bán bánh tráng nướng này, bắp nướng, khoai lang nướng là khoai này nè. To to. Mấy nay buôn bán được không cô? Được con. Dạ. Cô dễ thương quá. Đây. Cái trong là nó màu này ha. Cái đó cô phơi rồi, nó đã có mật rồi không? À dạ, cô lên mật. Là mình phải phơi qua nắng. Đúng rồi. Phơi dạ. Mấy ngày rồi con. Dạ. Khoai lang thì ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn á. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Chúc cô buôn may bán đắt. Dạ cô cũng chúc con sức khỏe nha. Dạ dạ. Buổi tối vòng xoay chợ Đà Lạt này là đông đúc lắm. Bà con mình ở đây buôn bán rất là nhiều và khách du lịch tập trung ở đây cũng nhiều. Phía đằng kia là cái bậc thang lên trên đường Lê Đại Hành á, chỗ đó tập trung cũng nhiều lắm. Có mấy cô bán cái giỏ. Bà con mình ở đây nói qua Tết đó sẽ là vào mùa mưa, nhưng mà do năm nay Tết sớm một tháng đó, cho nên vẫn chưa mưa đâu. Tầm 1-2 tháng nữa là sẽ vào mùa mưa ở Đà Lạt. Bán me nè, bán nho. Có cầm bông đi mời nữa. Chủ nhật á, buổi sáng mà khách du lịch vào đây mua cũng đông nè. Với buổi sáng là chợ dân sinh á, bà con mình ở bản địa ở đây cũng đi chợ nữa. Sân á. Kia là sân kia. Bên đây.
đến mua bông cây thôi, cái đó là bông mua đâu rồi, mua nhẹ con ơi. Để mình kiếm có cô chú nào dễ thương để mình con quay. Dạ con quay phim con giới thiệu Hoa Ai Tiso thôi, được không cô chú? Dạ Tiso cà sữa lan, cà sữa đậu và lan. Dạ con thì hay đọc trên mạng với xem clip à. Thì hôm nay mới quay với con hỏi cô chú về cái hoa này luôn. Cái hoa này là mình nấu canh được luôn hả? Nấu canh hầm xương đó con. Nấu canh hầm xương ăn mới ăn được, nấu chè. Giò đồ ha cô chú. Dạ cái này là mình làm trà được luôn đúng không? Làm trà đó, làm trà, nhưng mà không có ông làm trà là có bông dài. Dạ bông dài, còn có bông tròn là không có làm trà, nó hao lắm. Dạ tròn này là để nấu canh ăn, nấu dạ. Canh ăn mình hấp được luôn ha, mình hấp ăn được mình hấp cũng được mà, nhưng mà phải nấu xương mới ngon, hấp là không ngon. Nấu canh ngon vừa tốt cho sức khỏe, con nghe nói là làm đẹp da nữa đó. Đúng rồi. Dạ. Sức khỏe nhiều thứ lắm. Cái này là mình bán sao cô chú? 150 một ký. 150 một ký. Ký là tầm được 2 3 bông. 2 bông, 2 bông. 200 mấy, 200 mấy, 300. Nên mùa nó hạ. Nay bắt đầu mùa nó hạ đó. Dạ. Rồi con ủng hộ cô chú nha, cho con 1 ký nha. Dạ. Cái này là cà sữa này, cà sữa la 50.000 ký nè. Dạ. Trà này cũng ăn tốt cho sức khỏe ha, cái này là mình trồng cái này ăn tốt cho tim mạch ở Đà Lạt các con. Dạ. À. Cái này trồng ở Đà Lạt, cái này trồng trong nhà kính đó. Dạ, trong nhà kính nha lòng. Cà sô cô la đó, hồi nãy quay á, đây cà sữa. Còn cái này là cái gì à, cô chú? Cái này đào Hà Lan. Đào Hà Lan. Cái này ký nhẹ luôn, cái con lớn ký nhẹ nó 140 cũng được. Rượu bịch đi lăn đi. Cái này ký nhẹ nó 140 nha con. Cái này về mình có cần ngâm nước hay gì không? Có vậy cho ngâm nè. Cái này về đây con về trẻ mình tư ra bỏ cái nhị long long xài tóc của mình bỏ hẳn ra ngoài nha, cái nhị đó. Dạ. Đưa cô lên bảo cái này, cái này là rắp có ra bỏ ông là nấu nước trẻ mình đâu ra hầm ăn hết luôn. Ăn hết luôn, bỏ ăn hết luôn, bỏ cái chỗ này đó ha, với cái nhị phía bên trong. Bỏ cái nhị long long xì tóc đó, bỏ thẳng trong này nó có cục cơm ngon đó. Nhưng còn trong này là sẽ làm tư ra để nấu canh. Hành nấu canh xương, hầm chín nó rất là ra nhai. Dạ rồi, cảm ơn cô chú, để con gửi tiền nha. Rồi. Dạ bác ơi, cho con hỏi cái này là đậu gì á? Hoa Lan chiên cơm. Hoa Lan gà nó đậu, xương nó đậu, chiên cơm như cho. Cơm, đúng rồi, cái đậu này mình hay ăn cơm. Đúng rồi, đúng rồi, cơm như cho. Có mấy loại đậu nhiều lắm con. Cái này gọi là gì? Cái này đậu trắng. Cái này là mắc mèo. À đậu ngự. Nhiều lắm. Đậu cúc. Đậu đỏ. Đậu cúc, đậu đỏ đây. Đây đậu đỏ, đậu ngự. Ừ đó, đậu đỏ, đậu ngự. Đậu ngự thì em hay quay cho cô chú anh chị xem. Nấu cháo nè. Nấu cháo hầm xương. Nấu chè. Giờ mình gửi tiền cho cô chú nha, mình đi tiếp nha. Đó, phía trong kia cũng đang rất là đông tình hồ. Xoài. Ngoại ơi cho con quay xoài xíu nha ngoại. Dạ. Trong đây trả mừng nha. Dạ. Mấy cái đường thêm trả mừng nha. Xoài lá cẩm. Mình ăn với bánh tiêu ha. Xoài nóng hổi luôn, hổi vừa ăn. Cho con một phần xoài nha ngoại. Dạ rồi, đầy đủ ạ. À. Dạ đầy đủ. Dạ. Một phần xoài đầy đủ hai lần. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi ngoại? 78 tuổi. 78 chắc bán xoài ở chợ Đà Lạt cũng mấy chục năm ngoại ha. Ngoại bán hồi 16 tuổi mà năm nay ngoại 78 tuổi. Bán từ hồi 16 tuổi. Nên nó nhai ở Sài Gòn đi Đà Lạt cũng ghé cho bà con thấy một lần hết á. Dạ. 10.000. Không có sơn chủ nào nông không mà sơn bà đâu. Dạ. Xoay bà ba hả mọi. Thank you.
Dạ đây, soi 10.000. Em mời cô chú anh chị mình luôn nha. À, cái bánh tiêu này em thấy rất là ngon luôn á. Ngon quá. Ở trong là có dừa với muối mè. Muối mè là đường với đậu phộng. Dạ con thấy xôi ngoại ba bán ngon quá trời luôn. Từ chỗ vòng xoay chợ Đà Lạt nè, mình rẽ vào phía bên tay phải là gặp ngoại luôn á. Ngoại ơi, mình bán tầm từ mấy giờ đến mấy giờ ngoại? Dạ. Bán từ 5 giờ. 5 giờ sáng. Sôi dạ. Từ sáng chắc tầm 8 9 giờ là hết rồi. Quăng bỏ hưa, bỏ bứa quăng bạ hết trơn rồi. Dạ ăn xoay đi cô, xoay ngon lắm. Mời ơi, con có món quà thay mặt một anh giấu tên ở Cần Thơ á. Dạ, ngoại lớn tuổi vẫn còn bu sinh đi buôn bán rất là quý, thì con thay mặt ảnh để gửi tặng cho ngoại một phần quà nha. Dạ. Đây ngoại, con chúc ngoại sức khỏe nha. Ngoại cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Rồi con chào ngoại nha. Dạ chúc ngoại nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ bye bye ngoại. Ngoại cảm ơn con. Ngoại cảm ơn nhiều. Là chồng của ngoại sao ngoại? Ra biến nằm chỗ. Ra biến còn con chị mổ ở Sài Gòn, mổ gạt cái te cái chân. Mổ trăm triệu có tiền nằm đó, cho tiền đi vô tổng mổ. Ngoại cũng bán giỏi luôn ha. Một dạ. Ngày bán được nhiều không ngoại? Ngày bán được có 5 cái mấy con bán nhiều. 5-6 cái hả ngoại? Dạ. Đó, dâu thì đủ ăn, hơn 2 kiếm kiếm lộn. Đó, mấy ngoại bán là một giỏ này 10 ngàn á. 10 ngàn, mua 8 ngàn, bán 10 ngàn, rồi có 2 ngàn thôi. Ở dưới con. Nhà ngoại gần đây không ngoại? Thì xa đó. Xa hả ngoại? Dạ. Nơi con không có nhiều gì nhiều, con chúc ngoại nhiều sức khỏe với ngoại ở nhà là nhanh sớm bình phục nha ngoại nha. Con thay mặt một anh giấu tên ở Cần Thơ gửi tặng ngoại. Cảm ơn, chúc nghe nhiều nha. Món quà tinh thần nha ngoại nha. Dạ. Nó đã bắt tuổi thôi. Thôi đừng có buồn nữa nha ngoại. Dạ. Con bye bye ngoại. Dạ. Dạ, cảm ơn con nhiều nha. Đi không dài. Đúng rồi, mình xào tỏi cũng được, xào bò cũng được, xào tôm cũng được, xào tép cũng được, xào gì. 40 mấy ngàn, 45. Cái này 45 ngàn, cái này 40 ngàn. Thì cái này non hơn là có giá hơn hay sao? Cái này non hơn còn cái này nó già hơn. À non hơn có giá hơn. Rồi, để em mua một bó ủng hộ cho cô luôn. 45 ngàn. Dạ con gửi tiền cô. Lấy cái gỡ rồi hay chưa gỡ? Dạ lấy cái chưa gỡ là giấy. Chưa gỡ. Lấy cái non cho con. Non mà. Dây xanh là non, dây vàng là mình thấy càng ngày càng đông á. Bây giờ bắt đầu ra đời chợ đông rồi. Tầm gần 8 giờ rồi. Thì cảm ơn nha. Dạ dạ. Buổi sáng thì mình thấy bán rau củ quả nè, đồ ăn, trái cây thì nhiều. Còn ban đêm á, ban đêm thì ở đây mấy cái quầy bán quần áo á dọn ra nhiều lắm. Bán giỏ hả ngoại? Dạ có người ngon phải không? Dạ, là ngoại đi bán mấy cái giỏ này hay sao ngoại? Vừa dùng vừa bán phải không?
chân ngoại yếu. Sáng giờ bán được nhiều không ngoại? Giờ có 10 ngàn hả con? À ý là ngoại bán này 10 ngàn ha. Dạ dạ, rồi. Đi bán giỏ. Đi bán giỏ hả con? Dạ. Mua cho mượn cái nữa. Dạ. 10 ngàn cái con. Wow. Để mình tặng quà cho hai ngoại nha. Ngoại năm nay hơn 60 cho ngoại. 7 mấy rồi con? 77 rồi ngoại. Dạ, giờ con gửi tiền ngoại nha. Dạ. Ngoại ơi, con có món quà thay mặt anh một anh ở Cần Thơ á. Gửi tặng ngoại nha. Cho bà đó. Dạ dạ. Gửi ngoại con thay mặt một anh ở Cần Thơ á. Dạ con mới mua ngoại nè. Dạ. Rồi con chúc ngoại nhiều sức khỏe ngoại nha. Ngoại ngoại đợi con để con gửi tiền cái giỏ. Dạ. Nhà ngoại gần đây không ngoại? Xin đầu hàng đúng không? Ngoại đi xin với hình như là ngoại nghe không có rõ. Chân mỏi quá ngoại ha. Cực quá cô ạ. Cảm ơn con nha. Chúc dạ dạ. Sức khỏe nha. Dạ con chúc hai ngoại nhiều sức khỏe. Dạ. Con khỏe mà đi làm. Ngoại ơi. 10 ngàn tiền giỏ á. Dạ. Con khỏe mà con đi làm vậy là phước lắm rồi á. Dạ. Con thay mặt anh ở Cần Thơ á. Dạ. Anh giấu tên ở Cần Thơ. Dạ. Dạ ngoại đi yếu quá. Dạ dạ. Chợ Đà Lạt em thấy có nhiều khu lắm. Và trong phía mấy cái nhà lồng này là có lầu luôn. Phía trên lầu cũng có buôn bán nữa. Nhưng mà mình thấy phía tầng trệt với bên hông mấy cái đường của mấy cái khu tòa nhà này nè là bà con mình tập trung mua bán nhiều. Cây anh xô em. Đây này, cây này là cái đó. À, còn cái này là cái con của nó mới lên đó em. À, cái mình, con mình hả xào chị? Hoặc là mình nấu canh mình ăn luôn. Còn cái hoa mình chỉ có hầm mình lấy nước mình nhai nhả bả thôi. À. Con này là cái cây con anh xô. Để nấu nước này. Không, cái này mình nấu canh hoặc mình xào. Nấu canh xào được luôn. Ờ, đó lặt cái như vậy đó em. Đó, đây là cái cây atiso. Cây con của nó mới lên á. Còn nãy mình mua là đã ra bông. Em mua cái hoa đó em chỉ để em hầm lấy nước thôi. Chứ em không có ăn luôn cái này là em ăn luôn. Dạ. Em nấu canh nó nhanh hơn cái hoa đó mà em ăn luôn, em không có bỏ gì hết. Hoặc là em xào. Dạ. Em xào thịt nạc, thịt bò, tùy. Nhưng Đà Lạt họ ăn cái này không, họ đâu cái hoa đâu. À, gì hả chị? À, nó tước như cái sơ bí vậy nè, đó, nó có cái sơ vậy nè. Cảm ơn chị chia sẻ nha, đây cũng lần đầu em biết. À. Còn cái hoa đó là mình cắt ra để mình hầm mình lấy cái nước thôi. Đúng rồi, chứ mình không có ăn được, còn cái này mình ăn luôn nè. Đây là cái cây cây con của Atiso á. Cái cây con của nó mới lên á. Mua thử vài cây về ăn thử đi. Này con bán đó. Sao chị? Cái này thì 15 ngàn lạng, còn này 12 ngàn. Cái này em để được 3 ngày, 3-4 ngày á. Con này thì em để hơn nửa tháng, chừng nào ăn là lặt thôi. Em mua từng chừng mấy lạng về em ăn thử đi. Lấy cho em hai nhánh này được không? Được, em muốn ăn gì mà ăn. Sau này em nói chung ăn là mình đúng mua rồi, về mình để trải nghiệm nha. Đúng rồi, hai cây thôi hả? Dạ, hai cây. Bên này có bán rau lan nữa ha. Này đọt su đi em. Này đọt su hả? À. Phải rau lan hả? À, đọt su. Cái này đưa chị 30 đi. Đọt su đi. Ngon lắm, mua về xào. Thì chắc mình không có mua được tại vì chạy về xa. Dạ. Này xào tỏi. Hơn 30 đó chị, 30 ngon. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Ăn thử đi chị. Mai mốt rồi mai mốt rồi em đi Đà Lạt là em mua cái này em ăn, em không mua cái hoa đâu. Để em tắt máy em gửi tiền cho chị. Dạ con chào mấy cô. Cho con quay phim xíu nha mấy cô. Quay để con cười. Hi. Dạ chào cô. Đưa tay da đẹp kìa. Dạ. Đây bánh mì nè, bán bắp. Đây. Quay cái người mà có cái môi đẹp đẹp nè. Rồi em đẹp đi. Ờ. Ai lấy
lấy của chị, cho chị đi tìm. Này, làm bác... nào nhanh vậy? Chị biết mấy đứa đùa rồi, chứ thằng nào mà nó cắt đó hả? Rồi, chục coi, rồi, chục coi. Rồi, 20 ngàn. Bắt tươi 10 ngàn mấy quả đi. Ba trái 10 ngàn. 3 trái 10 ngàn. Ba rẻ luôn. Không lột. Con này dễ thương nhất Đà Lạt. Con rất chạy nhất Đà Lạt. Nói vậy cho nhanh. Trời ơi, tôi đang quay trực tiếp khen vô. Tiếp lung tung. Cảm ơn nha. À dễ hả? Đây, nóng. Ba trái 10 ngàn cô. Đi sâu vào khu vực phía trong của chợ thì đa số là toàn bà con sinh sống ở Đà Lạt đi chợ không à. Khách du lịch thì cũng ít vào cái khu cuối chợ lắm. Bên trong kia còn bán bún riêu. Thơm. Thấy là có mấy cô hình như là đi xin. Dạ con chào cô. Cô ở khu vực nào vậy cô? Cô ở khu vực nào vậy cô? Dạ. Ăn cơm con quầy cầm rã. Con dạ. Quầy mời cô đâu có đi ăn cơm. Dạ không, con hỏi thăm mấy cô thôi à, chứ con không có ý xấu gì đâu. Dạ. Con đâm rồng. Dạ. Cô đâm rồng. Dạ. Hello em. Là mình ở gần đây không cô? Hả? Mình ở gần đây không? Đang đâm rồng. Dạ. Cô nói tiếng mình hơi khó nghe. Nãy giờ mình thấy có dặn mấy em nè đi vòng vòng mấy chợ. Bé dễ thương quá. Mấy tuổi rồi này, chị? 2 tuổi. Dạ. 2 tuổi. 2 tuổi hả? con cho tên đi. Dạ. Tại con thấy mấy cô nãy giờ là mình đi xin tiền ha cô hả? Dạ. Này hơi tế nhị xíu nhưng mà con hỏi là mấy cô là mình là người dân tộc gì á cô? Người dân tộc họ. Dân tộc Chil. Dạ. Dân tộc Chil. Kinh. Dân tộc Chil. Chil. Trời Chil. Chin. À dạ. Thì có gì sai sót cũng mong cô chú anh chị mình bỏ qua nha. Dạ thì con thấy gia đình mình cũng khó khăn á, thì con có thay mặt một anh ở Cần Thơ gửi tặng 4 phần quà nha cho gia đình của mình. Dạ. Cô ơi cô, con xuống đây được không cô? Có tặng quà cô à. Dạ, rồi em gửi chị. Cái gì mua sữa bé chị nha. Rồi, gửi cô, dạ. Gia đình bà là dạ. Khó khăn, ông uống say sữa, quệ phạ trong gia đình. Dạ rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô nha. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Con chạy một đứa, chào. Dạ, con gửi tặng 4 người lớn mình thôi nha, được không cô? Dạ. Dạ. Dạ rồi, con chúc mấy cô nhiều sức khỏe, chị nhiều sức khỏe chị nha. Bye bye con. Nào đó mình xin phép là gửi tặng mấy cô lớn tuổi thôi nha. Dạ dạ. Rồi.
Rồi mình cũng thay mặt bà con á gửi lời cảm ơn đến anh ở Cần Thơ nha, đã có chút tấm lòng giúp đỡ bà con. Rồi con chào con. Kêu tới chụp tấm hình không chịu. Đây thế chụp với anh. Đây chụp tấm hình. Em bé là sợ ngại lắm. Trời. Đến Đà Lạt á, ngồi đi dạo chợ đêm á, thì em nghĩ cô chú anh chị mình cũng nên trải nghiệm một lần đi chợ Đà Lạt vào buổi sáng sớm nha. Càng về trưa thì khách du lịch đến càng nhiều càng đông. Trang đứng này chỗ bằng là cọc gà lúc chín gà. Nên lần này ta phải bánh tráng nướng, bắp nướng, một gà nướng, khoai lang nướng rồi uống một ly sữa đậu nành. Nhiều chị? 25. Bông này là bông gì mà đẹp vậy chị? BB trắng. BB hả chị? Hình như em thấy có màu tím nữa hả chị ạ? Màu tím là bông sao. À, màu tím là bông sao. Bi trắng. Mình về mình chưng lâu không chị? À, cái này em chưng khoảng cùng 10 ngày xong em chưng khô cũng được. À dạ. Xài hoa khô cả năm này. Dạ. Cái này để thôi mát lắm, để nấm sổ trong ngay một tí. Dạ. Nó về. Như cái này mình bán một cọng thì là bao nhiêu tiền chị? 20 ngàn. 20 ngàn. Bỏ vậy ra là thì bỏ đài. Dạ, thấy đẹp mà. Mấy bạn trẻ chắc thích mấy cái bông này lắm nè. Đúng rồi, cái này chụp hình chụp đôi dễ thương. Cái này họ kẻ thoa có dâu không? Cái này kẻ thoa có dâu đấy. Dạ. Nhưng cảm ơn chị nhiều nha chị nha. Dạ. Em đi chơi hả? Dạ, em đi quay phim chợ. Dạ. Này nên đem trời lạ cho nó. Dạ. Rồi sáng hơi lạnh thì bây giờ mát mát. Trưa thì nó đẹp hơn. Dạ. Tối về chiều nó lạnh. Dạ. Rồi em chào chị nha chị nha. Chào em. Con lấy mấy cái? Để con nè. Hai cái này với hả? Bánh kẹp với bánh bông lan. Nghe mùi rất là thơm luôn á. Dạ, 50 cái. Từ lâu nay ủng hộ em gái. Mẹ đưa thử cái bánh kẹp đó. Cái này nó giòn. Cái mùi nó cứ giòn, còn nắm mềm nó giòn vậy đó ta. Cái này nó cốt nhiều chừng nào là nó giòn chừng đó. Cốt dừa hả con? Nó nắm chị ăn không có ngon bằng cái mùi ra.
cái này bột mì con, bơ sữa trứng nước cốt dừa. Bánh kẹp mình đổ mỏng là nó giòn. Giờ mình sẽ đi ăn sáng. Hồi nãy có ăn ít xôi nhưng mà ăn lót bụng thôi. Thì ở Đà Lạt nếu nói về mấy cái món ăn đặc trưng thì mình thấy có lẩu bò nè, đồ nướng nè, còn có cháo gà, bánh căn nhà chung, đặc biệt là bánh nước lòng gà. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một quán để thưởng thức cái món bánh nước lòng gà nha. Bánh nước lòng gà Đà Lạt. Mình sẽ đến một cái quán bánh nước lòng gà Bắc Kỳ nha. Đây là đường Lê Đại Hành nè. Hồi đợt lễ hội hoa ở đây trưng bày đẹp lắm. Quán cà phê, khách sạn. Mình thì mướn khách sạn ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là nó song song với cái đường Lê Đại Hành này luôn. Lê Đại Hành thì nó gần chợ hơn, nhưng mà chắc khu vực ở đây mình nghĩ giá sẽ cao hơn á. Cái lượng xe là biết hôm nay khách quá trời đông luôn á. Đây là đường Tăng Bạc Hổ nè. Đường này bán bánh ướt lòng gà với bánh căn cũng nhiều lắm. Đoạn này thì nó hơi dốc. Mình sẽ vào cái quán nào đó nó vắng vắng á. Rồi, phía bên này chắc là đông. Quán này vắng nè. Mình quay cái menu ở đây á để cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đây. Bánh nước thập cẩm nè. Bánh nước lòng gà. Bánh cháo nè. Căn 35.000. Mình gọi thêm một cái ly sữa đậu nành nóng nữa, 10.000 nữa. Sữa đậu nành, đó, con quay đi. Dạ rồi, cảm ơn cô. Sữa đậu nành nóng. Uống sữa đậu nành này vào là ấm người lắm. Rồi, để mình xem cái tô bánh ướt lòng gà này có gì ha. Đập vô mắt là mình thấy trứng non này. Này thì thịt. Đây là lòng gà. Đây là tô thập cẩm. Đây là nước mắm chua ngọt.
ngọt hả cô? Hai nước mắm chua ngọt rồi đó con. À bỏ dạ rồi, cảm ơn cô. Trộn cho đều cho thấm. Món này chắc rất là quen thuộc với nhiều cô chú anh chị mình hay đi Đà Lạt rồi. Đó, quá hấp dẫn luôn. Mình mời cô chú anh chị và các bạn mình luôn nha. Bánh nước lòng gà Đà Lạt. Số nhà 18 Tăng Bạc Hổ nha con. 18 Tăng Bạc Hổ hả con? Dạ. Con làm vậy cho mấy cô biết chút 18 chạy xuống đây. Dạ dạ. Mình giới thiệu với cô luôn đi. Dạ. Cô chủ dễ mến quá trời luôn. 18 Tăng Bạc Hổ nha cô chú anh chị. Mình thấy thịt gà rất là dai ngọt. Ngon. Dạ. Con có ăn trứng không? Cô bỏ cho mấy nước cho con ăn cho nó no. Dạ con ăn nhiêu đây là được rồi cô à, con cảm ơn cô. Trứng. Thường là mình ăn bánh ướt với nem hay là chả nè. Có chả nữa con, có chả không? Dạ con thấy ăn gà cũng ngon. Mà bánh ướt mình kết hợp với gà, thịt gà, lòng gà, trứng gà rất là ngon luôn á. Như đây hết là 50.000. Mình uống chút sữa cho nó ấm bụng. Con nói là mình có thể bỏ thêm chả này nữa. Không biết có cô chú anh chị nào như em không? Mỗi lần mà lên Đà Lạt á là cứ mong ước là sẽ có một căn nhà ở đây luôn và sống ở đây luôn. Tại vì khí hậu ở đây mát mẻ, lạnh lạnh á, rất là thích. Nhưng mà có cô chú ở đây nói là Đà Lạt chỉ đẹp vào những cái ngày nắng thôi, chứ vào mùa mưa là cũng cực lắm. Đi đạp vịt em thấy cũng khá là nhiều nè. Để mình dừng xe lại, mình ngắm hồ Xuân Hương một chút nữa nha. Đạp vịt này là mình đi được với gia đình luôn nè. Mình thấy là đi cũng được tầm hình như là 4-5 người hay sao á. Gió này á, nhiều lúc mình đạp xuôi thì ok, nhưng mà đạp ngược thì mình thấy hơi khó khăn chút nè. Mình chuẩn bị về phòng để trả phòng rồi về quê nha. Đây là cái trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè. Cô chú anh chị và các bạn mình lên Đà Lạt có thể tham khảo cái trục đường này để thuê phòng. Phía trong này thì mình thấy
phòng cũng ok, nhiều khách sạn lắm, gần chợ Đà Lạt luôn. Từ đây mình đi bộ tầm 100 mấy mét là ra ngoài chợ Đà Lạt rồi. Buổi trưa còn có phục vụ cà phê hay là cơm niêu này. Bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi. Xe đang chạy trên cung đường đèo Mimosa, một con đường đèo cũng rất là đẹp của thành phố Đà Lạt. Từ trung tâm của thành phố Đà Lạt á, chạy xe cũng hơn 3 tiếng sẽ về chỗ của em là huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình dành chút thời gian theo dõi đến hết video của mình nha. Có gì sai sót cũng mong cô chú anh chị mình bỏ qua, nhớ tặng cho mình một like cũng như một lượt đăng ký kênh. Giờ thì mình xin phép tạm dừng video này tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong video tiếp theo của mình.